Hello Sa xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở về, quay trở lại Van trong bản tin của thị trường cổ phiếu và thị trường tiền điện tử cập nhật. Thì ngày mai uh, cuối tuần thì ngày mai thứ sáu thì là còn một uh, ngày nữa thôi. Thì có khả năng là nó cũng sẽ không có lên đâu quý vị ơi. Hầu hết là có khả năng là xuống. Tại vì là cái uh, vụ uh, người ta dùng cái từ là bon thì tăng inflation thì lạm phát thì khủng khiếp kỷ lục như vậy thành ra là để em quay trở về cái đầu này xem nào thành ra là tất cả những cái thông tin mà trong cái ngày hôm nay nó ra đều là không có tốt cho cổ phiếu thì sáng nay bán giả đã bảo quý vị rồi có lời ai mà sáng nay thấy nó ngon ngon thì chốt luôn đi tại vì khó lắm quý vị sau khi mà nó giảm mạnh vì cái lợi lợi tức trái phiếu tăng sau đấy thì lạm phát thì lại 7.5% có nghĩa là như cái cú sốc luôn đó quý vị lợi tức trái phiếu thì chưa bao giờ cao như vậy luôn. Thì ông Fed lại còn đưa ra một cái bài gọi là, là niềm nở và càng có cái lý do mãnh liệt hơn để tăng lãi suất nhanh hơn, mạnh hơn vì cái tình trạng lạm phát nó cao đó quý vị. Đó. Thì thành ra nó bị lao dốc. Đây toàn bộ những cái thông tin này họ cũng họ cũng chia sẻ trên tất cả các cái trang báo, họ đều chia sẻ hết, đều là do tình trạng của cái vấn đề lạm phát đó quý vị đó chứng khoán lao dốc sau khi bản in lạm phát được xuất hành nhận xét của các nhà hoạch hoạch định về fed như thế nào thì họ cũng chia sẻ khá là dài thì văn xà tóm tắt qua cho quý vị thôi thì ông trục cục dự trữ liên bang á, là ông ấy nói là sẽ có cái sự can thiệp mạnh mẽ để mà khống chế cái tình trạng lạm phát này thì dự kiến là sẽ vào ngày 10 tháng 3 tới thì sẽ đưa ra những cái chi tiết cho quý vị tại vì nó tăng cái lạm phát nó khủng khiếp quá rồi đó thì bây giờ họ cũng đưa ra những cái mức giảm này ví dụ như là uh, sp 500 trăm rồi dow jones nói chung là cái nào cũng đều giảm hết không có cái nào là ngóc cả apple cũng vậy sáng ra xanh mơn mởn rồi ôi, nhìn đã thấy đã thấy thấy có cái tia hy vọng rồi mà tự dưng nó làm cái vèo phát trời ơi không thể tưởng tượng nổi tất cả đều xuống hết thì nó cũng đổ tại cho là Google, Apple xuống cho nên là kéo theo các cái thổ cổ phiếu khác ở thị trường cũng xuống theo. Chứ trên thực tế là cái tin này, cái tin chung thôi, kể cả tiền điện tử cũng bị ảnh hưởng luôn. Và đặc biệt là ngày 13 tháng 2 tới là có cái trận Super Bowl đó quý vị ở... Mỹ là cái cái bóng đá đó nó giống như là một một cái nổi tịt nổi nổi trội quan trọng nhất luôn á, cái môn thể thao mà họ rất là có những cái um, cái cái yêu ái và mến mộ nói chung là nó giống như kiểu number one giống bóng đá của việt nam mình đó đấy thì thành ra là nhiều người họ cũng tập trung sang cái đó hơn cho nên là thị trường cổ phiếu và tiền điện tử có thể từ nay cho đến ngày 13 là nó sẽ ở trong cái sự sideways và đi xuống một chút đó đi xuống thì cũng do ảnh hưởng của lạm phát hôm nay cũng nhiều còn cái vấn đề của super bowl nó chỉ là một cái khía cạnh nhỏ thôi đó thì đấy là những cái thông tin qua qua về thị trường cho quý vị đó thì còn về tiền điện tử thì họ nói là sự trở lại của Shiba New có phải chỉ là tạm thời hay không và họ cũng phân tích đó thì họ cũng đưa ra những cái lý giải nhưng trên thực tế nó đều ảnh hưởng chung hết à họ đưa ra những cái lý giải là cái lượng bán tháo này rồi mặc dù là rất nhiều cá voi, cá mập cũng mua vào và Shiba New thì còn có cái tin gút là uh, cái chuỗi nhà hàng Welly của Ý đó là nó có cái sự khởi sướng khởi khởi sự start đó rất là suôn sẻ và rất là tuyệt vời cho nên là có thể very soon nó có những cái động thái mới rồi cái Sibaland cũng vậy là họ cũng nói là nó cũng đang bắt đầu với những cái cái, cái, cái sự thay đổi mới có thể là very soon chúng ta sẽ thấy được những cái điều bất ngờ và thay đổi trên những cái tiền điện tử này còn lại rất nhiều những cái mã khác mà bây giờ mọi người đang hâu thì bán xà không có mua những cái mã đấy rất nhiều người hỏi là chị chia sẻ mã này đi chị chia sẻ mã kia đi thì thực ra là quý vị hãy vào cái trang này cho bán xà đầy đủ hết chả thiếu cái gì vào tạp chí đó. hoặc là bitcoin blog này hoặc là tạp chí bitcoin này hoặc là nó tiền ảo này quý vị vào gõ bằng tiếng anh đó. nó cũng ra cái báo của tiếng anh cũng nhiều đó còn tạp chí bitcoin thì nó có tiếng việt luôn đây này đó thì quý vị vào đó để quý vị coi thì nó chia sẻ cho quý vị tất cả các cái mã luôn. Nhất là những cái mã mà quý vị đang đang chạy theo nó đang 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 bay đó là họ cũng cập nhật đầy đủ luôn chứ mình không có thời gian để mà mình đi vào từng một mã một để chia sẻ cho quý vị được. Thì mọi người vào những cái trang như vậy nha, còn ai có sử dụng Twitter thì nên vào Twitter tại vì Twitter thì thường những cái tin nó nổi cội hơn và nó 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 ra sớm hơn. Đó, nhiều thông tin rất là nhiều luôn C3 tăng 25% so với đó vào hồi tháng 2 Đấy thì cái tin của C3 ngày 10 tháng 2 này khá là khá là nhiều tin nhưng mà nó không có lên được đâu cả nhà ấy bây giờ khó lên được lắm bây giờ phải chờ cái um, mặc dù là có lượng cá voi có mập nhưng mà họ chưa có cho nó lên được thì đành nó phải không lên được thôi bây giờ họ nói là phải chờ cho cái trận uh, super bowl kia nó đi qua đã cả nhà ấy. <laughs> thì rồi nó mới đi đâu thì đi được chứ không mấy hôm nay vẫn rồi nó cứ dựa vào cái tình trạng lạm phát tăng cao như vậy nó bảo là uh, thị trường chứng khoán đuối thì cổ uh, thì tiền điện tử cũng bị ảnh hưởng đây này một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh bánh 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 mì kẹp thịt và khoai tây chiên welly Siba welly food đó quý vị hợp tác với Siba new đã quyết định đổi thương hiệu của những cửa hàng của mình để tích hợp sản phẩm theo chủ đề Shiba New bao gồm cả NFT có hình ảnh chú chó Shiba New đó. Cái này thì hôm trước họ đã chia sẻ rồi, Và dạng đã chia sẻ qua cho quý vị rồi nhưng mà nó vẫn còn cái dư âm dai dẳng cho đến ngày hôm nay. Và họ cho rằng là do cái thông tin Shiba Land đó rồi cá mập mua vào 115 triệu trong tối hôm qua đó. Rồi ngày hôm kia ông Kiều cũng vậy, mấy đợt cá mập mua à còn thiếu một cái thông tin nữa cho quý vị nè. Valentine đấy bây giờ đang ngóng nha chờ cho nó qua ngày 13 tháng 2 Super Bowl nó qua đi thì sẽ có một đợt burn rally. Có nghĩa là đốt Shiba rally vào đúng ngày lễ tình nhân luôn đó. Thì cái hôm đấy có thể nói là sẽ có cái bước đột phá nha quý vị. Đấy thì mọi người thử chờ xem, xem cái hôm đó xem nó có lên được 4645 để nó bay lên 54 hay không. TA <laughs> vẫn còn đang ngóng cái cái giai đoạn đó. Đó rồi thì DAO cũng mang lại sự minh bạch cho Shiba Mi cho phép những người khác hiểu nhu cầu và dự án để đạt được mục tiêu trong tương lai là gì đó nhiều lắm rồi layer 2 Sibarium này bây giờ đang dùng những cái tối được tối ưu hóa cho cái Siba game đó rồi công ty giải pháp blockchain Singapore Unification nữa này trước đây làm việc với Google và Amazon nó cũng thông báo hợp tác với người sáng tạo Siba New để phát triển này cái này tin này rất là good luôn đó nhiều tin tốt tốt như vậy nhưng mà tại sao <laughs> mà nó không có lên được phải chờ hết cái ngày hôm nay quý vị nha đó họ cũng nói là si bao giao dịch này uh, nó tụt xuống cái ngưỡng thấp hơn đó tại vì là cái tình hình chung như vậy thôi cho nên mọi người cũng cố gắng để chờ tình hình chung như vậy mà không hiểu sao mấy cái mã á tại vì chắc là được gốc, gốc xì uh, pơ chơi cái gã khổng lồ thương hiệu uh, fashion gucci á nó nó cái metaverse land thành ra là mấy cái mã metaverse như là mana, sen gì đó. rồi nó bay vù 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 trong khi thị trường vẫn đang đắm đuối này mà nó vẫn bay. Đó, mọi người vào thêm cái trang này để đọc nha. Em thấy trang này cũng đủ quá nhiều thông tin rồi. Ai vào phần phân tích kỹ thuật thì chuyên về phân tích kỹ thuật này. Về vào phần tin vắn crypto thì vào cái phần tin vắn của nó không để xem tin vắn này. Đấy. Rồi ai mà vào phần nào thì quý vị vào đó nha, bảng giá này. Rồi tạp chí. Tạp chí thì nhiều hơn, vào cái mục tạp chí ấy, thì nó nhiều hơn. Bảng giá thì trời ơi nó nhiều lắm. Đấy, mọi người thích vào xem. Nó đang nhảy thanh tách tinh tách đây. New đây, đang nằm ở chỗ SBI New số 14. Bitcoin số 1 này, Iran số 2 này. Terra số USDT số 3 này, Binance Coin số 4 này. ADA số 7 Không biết nó xếp theo thứ tự kiểu gì nhỉ Market cap hay sao đúng không c ba hôm qua 13 Sau nay xuống 14 rồi đó khỏi vẫn ở 12 kìa Chắc là cái market cap đó Rồi em chỉ lên chia sẻ qua Bán xả chia sẻ qua tình, tình, hình cho quý vị là như vậy thôi Tại vì mọi người cứ cứ sợ Và không biết hiểu sao tự dưng hôm nay nó Thị trường nó đắm đuối như vậy là Do cái 7,5 chấm uh, lạm phát đó Nó thông báo phát là Y rằng nó sẽ có tác động ngay lập tức luôn à Chúc cả nhà mình nhiều thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an nha. Và xin dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.